Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tool Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Trong video này mình sẽ giới thiệu với anh chị một bộ máy khoan mã số là DCD791D2. Thì bộ này nó gồm có một cái máy khoan DCD791 là cái máy khoan hai chức năng, một chức năng khoan và một chức năng bắt vít. Chức năng khoan bình thường không có búa, và chức năng bắt vít nó có 15 cấp độ bắt vít. Hai cục pin, mỗi cục pin là 20V 23 và một cái đáy sạc DCB 112. Bộ này thì nó nằm trong cái thùng thùng nhựa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết cái bộ máy này. Đầu tiên sẽ là cái sạc DCB 112, nó sạc được hai nguồn pin 12V và 20V. Điện nguồn vào 120V, 60Hz 0.7A, khi anh chị phải sử dụng cái biến thế chuyển từ 220V điện Việt Nam xuống 120V điện Mỹ thì mới sử dụng cái đế sạc này. Output là 2A, thì cái đế sạc này nó sạc được pin tối đa là 3A thôi. Thì trong bộ này nó sạc pin 2A là dư đúng tải của nó rồi, thì chúng ta sử dụng dễ dàng, phải dùng cái biến thế thôi, và phải làm mát pin trước khi sạc. Cái đế sạc này nó sản xuất tại Trung Quốc. Tiếp theo sẽ là cái cây khoan DCD791. Cái này mình đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi, nhưng mà trong video này mình sẽ giới thiệu lại. Về thông số kỹ thuật của nó, mã DCD791, đầu kẹp khoan 13mm bằng kim loại autolock. Nó có thể kẹp từng mũi khoan từ 2 ly trở lên. Nó có hai tốc độ xoay 550 vòng một phút và 2000 vòng một phút. Đây là hai tốc độ. Máy này sử dụng động cơ không chổi than và sử dụng motor 20V. Đây là tốc 1 của nó. Và đây là tốc 2 của nó. Máy chạy rất là êm. Đối với cây khoan DCD791 thì nó không có cái búa, để chúng ta khoan tường, khoan xi măng, mà chỉ là chức năng khoan bình thường thôi. Thì với cái chức năng khoan bình thường này, anh chị sử dụng cái mũi khoan Unica, mình khoan là vô cùng ngon lành, rất là ngon và ngọt. Và nó mũi khoan Unica nó sẽ đáp ứng tốt với nhu cầu. Bởi vì mũi khoan Unica nó không dùng búa luôn. Con này không có búa là rất là phù hợp rồi. Khóa autolock. Thì đối với cái dòng khoan mà không búa thì cái độ đồng trục của nó tốt hơn, nó không có bị quơ nhiều bằng cái thằng 796 hoặc 996. Máy này thì rất thích hợp cho mình sử dụng tại gia đình, mình khoan bắt eke, bắt kệ, khoan gỗ, khoan sắt vô tư. Dây kèm bộ này chính là cục pin 20V 23, hai cục, mã số là DCB 203, 20V 23. Pin này thì cái lõi pin bên trong, lõi cell là sản xuất tại Hàn Quốc và đóng gói tại Mỹ. Quá đã. Ở đây nó có chỉnh đèn. Đây là đèn yếu nhất, đèn sáng hơn chút, và cái này là đèn sáng nhất. Thì với chức năng đèn sáng nhất thì nó sẽ sáng trong vòng 20 phút. Còn hai cái nấc còn lại nó sẽ trong vòng 5 7 giây sẽ tự tắt sau khi mà chúng ta bỏ cò ra. Rồi, và đây chính là cái bộ DCK791D2 gồm có cây khoan DCD791, hai cục pin 20V 2A và một cái sạc DCB 112. Riêng một bộ này thì nó sử dụng đựng trong cái thùng, rất là tiện. Rồi, anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258 hoặc 0985532832, hoặc truy cập vào website shoptool.com.vn hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.